Cái này mà không sử dụng những status, caption thả thính hay thì làm sao có thể khiến cho crush ụp ngã được. Nếu bạn không biết cách thả thính hay không biết cách để thể hiện tình cảm của mình với đối phương thì hãy sử dụng những status mà M5S gợi ý cho bạn nhé. Trước hết, cho những ai chưa biết, M5S sẽ giải thích thính là gì. Theo nghĩa thực, thính có nghĩa là một loại gia vị được sử dụng trong những món ăn nhằm tăng thêm sự hấp dẫn. Thính được làm từ gạo bắp ngô và chế biến theo cách rang vàng, sau đó đem đi giã mịn. Còn thả thính được cho là hành động cầm thính và rắc xuống những con mồi. Thông thường người sử dụng chính là những người có sở thích đi câu cá. Khi thả xuống nước, thính sẽ giúp nhảy cá tới khu vực cần câu. Thả thính trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram là việc sử dụng những lời nói dễ thương, lôi cuốn, thu hút người khác để ý tới mình. Kèm theo đó là những hành động quan tâm, chăm sóc, làm đối phương cảm thấy mình có tình cảm với họ. Phần lớn người thả thính sẽ là những bạn FA muốn nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác hoặc một người duy nhất. Những người đã cô đơn trong thời gian dài sẽ rất dễ dính thính. Tuy nhiên đó có thể là thính tốt hoặc thính độc nên mọi người nên cẩn thận nhé. Còn nếu ai muốn tìm những cách thả thính độc đáo, không đụng hàng và hấp dẫn đối phương thả là dính thì hãy theo dõi những gợi ý của M5S News dưới đây nhé. Nắng kia đâu làm tôi cháy, nhưng cậu cười chắc chắn làm tôi say. Gọi em là hòa bình vì phải đấu tranh anh mới có được. Gọi anh là đồ đều vì mỗi lần gặp anh em đều đổ. Đừng hỏi anh chán chưa vì tình cảm của anh luôn chứa chan. Gọi em là chiếc ghế vì em đẹp không phải bàn. Tặng em một quả chân thần, cắt ra sẽ thấy chân thành của anh. Anh sẽ bán hết đám cá tươi để tiền làm đám cưới ta. Pascal để viết chương trình, còn anh thì viết chuyện tình đôi ta. Đêm Hà Nội sương mù bao phủ, nhớ anh rồi có ngủ được đâu. Em đây không thích van vở, còn thở là còn yêu anh. Trăm năm bia đá cũng mòn, có thêm em nữa là tròn một đôi. Nếu em bẻ khóa vượt rào, liệu em có thể đi vào tim anh? Anh mua con heo đất, tiền anh đem cất sau ngày cưới em. Phải chăng được gặp em sớm hơn, thì bài miêu tả thiên thần của anh đã không phải bỏ trống. Yêu một người không khó, anh muốn làm điều đó với em không? Yêu anh chẳng dám cầu đâu, điều em mong muốn là ở đầu câu. Mùa hè đầy nắng và gió, lão hạt thì nhớ chó, anh thì nhớ em. Em hư chứ không hỏng, nếu có thì là hỏng thích anh. Tình yêu giống như mặc áo mùa đông, ít lớp thì lạnh. Không xinh gái nhưng được cái nhớ dai, anh nào đẹp trai thì nhớ mãi. Em không biết chụp ảnh nên vừa mờ vừa lem, dạo này đau khớp đau xương, lương y bảo tại nhớ thương em nhiều. Người ta hướng nội, hướng ngoại, còn em hướng về anh. Đừng làm kẻ si tình, hãy là người yêu mình. Nếu anh nghĩ mật ong là ngọt ngào nhất, có lẽ do anh chưa nếm thử em. Anh với em như người xa lạ, hết mùa hạ ta thành người yêu. Gu em không thích đôn chè, vì em chỉ thích được kẻ bên anh. Hôm nay nắng đẹp dịu dàng, giống như tính cách nhẹ nhàng của em. Ngoài kia trăm ngả nối về, anh nào vẫn ế thì về bên em. Ngoài thích làm hoa hậu, em còn thích làm hoa có chậu. Em đây không thích lòng vòng, em đây chỉ muốn một lòng bên anh. Rượu bia độc hại em không muốn, nhưng ngoài ý muốn lại yêu anh. Tình yêu của em như mái tóc mới cắt, vì nó lâu dài. Anh đừng có chê em nháo, vì đâu có ai tỉnh táo khi yêu. Thân thiện với môi trường, từ trường với môi anh. Suốt đắng thì dã tật, tình thật thì có em. Ngoài kia trăm ngàn núi về, anh nào vẫn ế thì về bên em. Anh sợ mặn thì đừng bỏ muối, muốn đắm đuối thì tới tìm em. Gọi anh là căn bệnh khó chữa, vì em yêu anh gần chết. Một năm thấm thoát thời đưa, vậy mà em vẫn chưa cưa được chàng. Sống ảo thì em có, nhưng sống cùng ai đó thì em chưa. Vườn em trồng chủ yếu là hoa, thấy anh cười thế hóa thành yêu. Trời sinh yếu đuối mong manh, nên cần được dựa vai anh mỗi ngày. Mình biết mình rất cu te, cậu thương thì nói im re làm gì. Trên đầu là tóc, trong đầu là anh. Nắng chiều muốn cháy cả da, em sợ cháy nắm nấp vào tim anh. Phù thủy thì phù phép, còn em thì phù hợp với anh. Gọi em là cái nịt vì mất tất cả anh vẫn còn em. Dạo này thấy mình gầy đi một chút, vì lâu rồi chẳng nghe lời đường mật tựa ai. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi em dễ thương. Có công mài sắt có ngày nào em rảnh không? Vất vả sắc tình anh không đổ, vì yêu người khác anh lại ghen. Nếu anh muốn có một tình yêu không chấp, bật Google Map lên tìm em. Người chơi hệ sinh gái nhưng trạng thái lại single. Gọi em là ca sĩ vì lúc nào cũng thấy em xinh. Ngàn năm nước chảy chẳng ngừng, em đây chẳng thể ngừng thích anh. Em không cho anh bước vào cuộc đời em thì anh bốc đầu vào luôn. Mắt em hay bị thâm vì em hay thầm thương. Nghe nói anh thích con gái ngây thơ, thật tình cờ em cũng vừa mới lớn. Giấy rách phải giữ lấy lề, còn tui ai gói mang về dùng đi. Tất cả tính lười của em cũng không bằng lưới tình của anh. Dự báo thời tiết nói mai có nắng hanh, em nghe không rõ tưởng mai mình có anh. Nhìn anh bỗng thấy mờ mờ, cố nhìn cho kỹ. À mờ em ê, em là họa sĩ tồi, vẽ cầu vồng thì thiếu nắng, vẽ hạnh phúc thì thiếu anh. Giả anh mở tiệm cầm đồ, để em đến giả vờ cầm tay. Ngắm anh, tôi đứng xa, tự hỏi liệu ta xứng đôi. Anh ơi đừng buồn vì những điều nhỏ nhặt,
nụ hôn của em sẽ khiến anh đỏ mặt. Vừa rồi là danh sách những cáp thả thính hay, ngắn gọn, sử dụng được cho cả nam và nữ mà M5X News tổng hợp. Nếu cảm thấy phù hợp với câu thả thính nào đó của người khác giới thì chỉ cần đổi lại chủ ngữ phù hợp với bạn là có thể sử dụng được rồi. Hãy truy cập ngay vào đường link ngay phần mô tả để tìm hiểu nhé. Hoặc các bạn cũng có thể rất trừ khóa cáp thả thính kèm theo cụm M5S News như màn hình hướng dẫn để đọc trọn vẹn bài viết nha. Nếu bạn có status thả thính nào hay, hấp dẫn thì hãy comment phía dưới cho mọi người cùng tham khảo và cùng nhau đi tìm tình yêu nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để chúng mình có động lực làm nhiều video hơn nữa nha. M5S News xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.